Yeah.
的那种报警啊，我操！对对对对。vâng tình huống tiếp theo chúng ta gọi như là một gắn chim gặp một đại gia, về đại gia xuống xe đấy rút tiền rồi, ok cấp tiền cấp nha ngươi, gian cảnh rồi, gian cảnh mất xe mất ví rồi, trời ơi gọi cảnh sát đúng rồi, gọi cảnh sát đi.吓老子一跳！干啥啊？
逗逼吗？不疼啊。